Để phản đồ dứt điểm. Pha ám sát rất nhanh của hậu vệ bên phía. Đánh đầu rất nguy hiểm. Và sẽ là tổn thất lớn hơn nữa nếu như đó là một chấn thương nghiêm trọng. Cũng như Thanh Hóa đang có được trước Đồng Tâm Long An và Tập đoàn Cao su Đồng Tháp. Đây là trận đấu mà Văn Ngân đã trở lại. Tuy nhiên Đồng Tháp vẫn bố trí một trung vệ ngoại. Nam đang ghi bàn nhiều nhất ở V-League là Đình Tùng của Thanh Hóa, đã có 5 bàn. Azala có sự rối loạn. Cầu thủ của chuyền bóng là Minh Hưng. Sané Bézi. Pha cản phá của Mustafa. Ở những mùa giải trước, Khánh Hòa luôn có ít nhất là 3 cầu thủ người Ghana. Mustafa. Mắc sai lầm và đó là một sai lầm nghiêm trọng. Thì sẽ phải nghỉ một trận. Môn Bửu Ngọc là thủ môn đã từng bắt tốt trong màu áo của đội U19 quốc gia. Rất tốt. Công thuận. Tình huống cản phá kịp thời của Mustafa. Nhưng nhiều lỗi nhận định lại không chuẩn. Quang ra kịp thời.
một pha xử lý không thành công. Sandebeji. Đường chuyền của Sandebeji ở vị trí thứ 6 với 11 điểm sau 8 trận. Dứt điểm. Cú dứt điểm đầu tiên đã thuộc về đội chủ nhà Khánh Hòa. Thành tích có mặt trong top 5 sau 8 vòng đấu là một thành tích rất tốt của cao thủ Hải Phòng mới thắng 1 trận. Họ hòa 1 và cao thủ Khánh Hòa đã có 2 trận thắng, hòa 2 trận và chưa để thua trận đấu nào. Ghi được 6 bàn và để lọt. Chủ nhà Megastar Nam Định. Hà Nội TVT ở vòng đấu trước, huấn luyện viên Mai Đức Trung đã bị câu lạc bộ BKMX Bình Dương đội thẻ phạt nhất V-League 2010. Hai đội bóng này luôn có lối chơi quyết liệt và máu lửa. Tuy nhiên, Isifu. Mustafa. Isifu. Mustafa. Một pha cản phá quyết liệt của Juno. Đã có thẻ vàng dành cho Juno. Sifu, Mustafa và Jonathan Quati với tiền đạo người Brazil Agostinho. Tại V-League 2010 đang có tới 5 đội bóng cùng có 11 điểm. Ở vòng đấu trước thì cầu thủ Megastar Nam Định đã tìm được chiến thắng và cắt bóng của Sifu, Mustafa. Vẫn chưa được mở. Sau những phút đầu tiên thi đấu khá sôi nổi, Ngọc Thanh.